Cầm trên tay này, Diệu Hiền được về Nam Định hát rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên con được đến với giáo xứ Nam Hòa qua một người bạn giới thiệu, và cũng nhờ thầy Minh là bắt cầu cho con được đến đây. Con rất là vui và rất là vinh dự, cũng như là cảm ơn cha cũng như tất cả quý vị và ban tổ chức đã cho con có mặt trong đêm hoan ca ngày hôm nay.
ca khúc tiếp theo thì con muốn hát một bài hát vui tươi, một bài hát rất là dễ thương. Và con hy vọng là quý vị ngồi ở dưới cũng có thể cùng vỗ tay với con với bài hát này nhé. Ca khúc Đồng Xanh Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Cao Huy Hoàng. Sáng nay khi mà con sửa soạn đi á, thì là mới phát hiện ra là ngày hôm qua quay ở đài truyền hình và quăng đôi giày luôn ở đó, là mang một đôi giày hát rất là cao và bước xuống dưới đây thì coi như là chới với luôn. Mà cũng mong là quý vị thông cảm nếu mà con không có đi xa được, nếu tại vì con đi xa được thì âm thanh nó sẽ hơi hú một chút. Nhưng mà với bài hát này thì con hy vọng rằng quý vị ở đằng xa, thật là xa cũng có thể hát cùng con. Bài hát Xin Vâng của linh mục nhạc sĩ Mi Trầm ạ. Cha ơi, cha có thể hát cùng con được không?
cho em ngay từ đầu nha anh nha. Tạm biệt.